Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hà Nội ạ. Vâng ạ, có tôi ạ. Dạ vâng, chào chị ạ. Vâng. Không biết là chị băn khoăn điều gì khi gọi cho chúng tôi ạ? Vâng, em trước hết là em xin chào anh Minh Đoàn mới vào chương trình nha. Dạ vâng. Và hôm nay em có một cái câu chuyện về gia đình. Vâng. Em cũng muốn nhờ chương trình tư vấn giúp. Vâng, chị nói đi ạ. Vấn đề thứ nhất là em sinh được ba cháu, con trai thì cháu lấy vợ muộn quá, thì cháu sinh được một em bé, thì là tôi cũng bàn gia đình thì tôi đi vào tôi trông cháu cho con. À. Thế là gia đình cũng nhất trí. Thế đến lúc tôi đi được 6-7 tháng thì tôi về, thì tôi thấy chồng thì tư tưởng lại nó lệch lạc, nó kiểu nó khác ấy. Ừ. Thế tôi đi thấy anh khác quá thì tôi mới hỏi, thì anh cứ bảo chả có gì. Thế tôi cũng cứ hỏi là chết sao bây giờ tình cảm gia đình tự nhiên nó lại cứ chệch choạc thế. Ừ. Trước rất là tình cảm mà bây giờ tự nhiên lại chệch choạc thế. Rồi. Tôi muốn chương trình làm bây giờ nên là đi trông tiếp con cho trông tiếp cháu cho con, hay là nên ở nhà với chồng. Rồi. Thì chương trình cũng tư vấn giúp. Rồi. Vấn đề thứ hai thì về kinh tế thì là trước thì anh tôi ở nhà thì tiền nong các thứ thì hàng tháng tôi lấy lương, thì cả hai vợ chồng thì tôi đi thì tôi giao cho anh nhé. Khi tôi về thì anh lại cầm hết, anh ấy trả giao lại, thì anh cứ chi tiêu giờ chả còn một đồng nào. Thế hỏi thì anh ấy cứ bảo tôi chi hết ở việc gia đình. Thế tôi hỏi chương trình là bây giờ nên cứ để anh tiếp tục cầm tiền lương, hay là lại trở lại về như cũ như thế nào, thì chương trình cũng tư vấn giúp. Rồi. Cái vấn đề thứ ba thì bây giờ tuổi của tôi thì ngoài 60 rồi, thì bây giờ về cái chuyện sinh lý vợ chồng thì anh cứ bảo là bây giờ mà sinh hoạt nhiều thì nhanh chết, xem là có đúng hay không. Rồi. Thế anh cứ bảo là hay là tôi hỏi, hay là anh có bồ ở ngoài, thì anh bảo bây giờ sức đâu mà đi. Rồi. Thế là tôi cứ thấy anh cứ kiểu cứ duyên dáng khác trước lắm, cái chải đầu ống mượt ra, quần áo cái ống mượt ra, thì họ thì anh bảo là bây giờ sức có đâu mà đi, nhưng mà tình cảm vợ chồng thì anh cứ chệch choạc thế, thế tôi chả hiểu nó nào. Bây giờ tôi nhờ chương trình là bây giờ tôi sẽ hỏi gì thì chị trả lời đó nhá. Vâng ạ. Dạ vâng. Năm nay hai vợ chồng được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Anh thì là năm nay sang năm mới là 67, tôi thì 63, sang năm mới 64. À, 64, 67 đúng không? Vâng. Rồi, thế là con trai lấy vợ và sinh con, chị phải vào trông. Thế cái khái niệm vào đấy là tỉnh nào đấy ạ? Vào tận trong miền Nam ạ. À, thế là trong Nam ngoài Bắc, và đã bỏ ông ấy ở nhà một mình à? Vâng, ở một nhà một mình là 7-8 tháng ấy. Rồi, thế là chị có mấy cái cha con? Ba cháu ạ, ba cháu. Thế hai đứa sau đâu? Hai cháu ở nhà gần đây, bộ đội ở gần nhà. À, đâm ra là 6-7 tháng ý là ông ấy ở nhà một mình. Ở nhà mình nhưng mà ăn cơm với con, ăn cơm với nhà con út. Rồi, tức là cậu út thì là có vợ rồi đúng không? Vâng, có vợ có con thì là rồi. Con được 20 tháng thì ông ở nhà, ông trông với đứa ở nhà. Rồi, thế là chồng bắc vợ nam đấy đúng không? Vâng, đúng đúng ạ. Thế là đùng một cái là sau 6-7 tháng là bà ra với ông thì lại thấy ông khác. Thế là khác như thế nào? Có nghĩa là về tình cảm mà thì ông cứ bảo này bây giờ sinh hoạt nhiều thì à, tóm lại là ông ấy không sinh hoạt với vợ nữa. Sau 6-7 tháng là ông đổ tại là nếu sinh hoạt nhiều chóng chết đúng không? Vâng. Mà trong khi đó chết đâu chả thấy, nhưng mà ông ấy lại ăn mặc diện này, ông đầu ăn diện hơn này, đỏm dáng hơn nhỉ? Vâng, không rồi. Đấy là chị không nhìn thấy, anh Đinh Đoàn còn đỏng dáng hơn chồng chị rất nhiều. Anh nhà tôi đẹp trai lắm anh ạ. À. So với anh Đinh Đoàn trên mạng thì là ai đẹp trai hơn? Anh Minh Đoàn anh ấy khéo. Ừ, anh ấy khéo rồi đúng không? Còn cái sự đẹp trai còn thua chồng đẹp chị. Đẹp trai thì ông xã nhà tôi đẹp hơn. Trời ơi. Thế là mà đẹp trai như thế lại bỏ rơi 6-7 tháng, thì bây giờ đột ra lại thấy ông đảo đỏm dáng như hơn, nhưng mà cái chuyện kia ông ấy không làm, ông ứ làm đấy đúng không? Vâng, đúng rồi. Đấy. Thứ ba nữa là có bao nhiêu lương của ông bà, của hai ông bà đúng không? 6-7 tháng nay là ông ấy xơi cả, và bây giờ là hết sạch, đúng không? Ông cứ bảo chi dùng vào việc gia đình, chả biết rồi. Trong cái đó ngày xưa chị ở cùng thì là chi ra thì vẫn thừa, tôi vẫn từng lấy việc đúng. Một năm thôi, đúng không? Tôi cầm thì vẫn thừa, mà lại tiết kiệm mà mua cái nọ, mua cái kia. Rồi ôi. Nắm được gia đình. Thế ai bảo bà lại bỏ rơi ông bà đi mất? Nhưng mà thương con nó đẻ muộn, mới nó lấy vợ muộn quá. Rồi, bây giờ thì cả anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với chị nhá. Thế nhưng mà cái nguyên nhân
của cái việc mà ông ấy bảo là đợt này là dừng quan hệ vì quan hệ để chóng chết à, thì chắc anh Đinh Đoàn cũng sẽ trả lời được xem cái lời của ông ấy liệu có thật không nhá. Vâng. Rồi xin chào chị. Vâng, em xin chào anh Đinh Đoàn nhá. Anh Đinh Đoàn đẹp trai, em nghe chương trình này em. Vâng, xin chào. Nhưng mà không đẹp trai mà không sai thì chị đang buồn đây. Vâng. À, nói vui vậy thôi nhưng mà chắc chắn mình cũng có chút linh cảm rồi đúng không? Tôi nghe thì mình cũng không phải dạng vừa đâu, mình cũng có hiểu biết, mình cũng đi đây đi đó, chẳng qua cháu thì nó được mấy tháng rồi mà bây giờ bà ra ngoài Hà Nội chưa? Thì em vào cháu được có 6 tháng, thì em chăm đến được cháu được 13 tháng thì em lại đón cháu ra ngoài Hà Nội. À bây giờ là bà bế cháu ra ở Hà Nội rồi gì? Vâng đấy, em thôi thấy thế ông tốt rồi, ông ấy em phải đón ra. Thôi thế thì tốt rồi. Vâng, thật ra thế này này, những cái trường hợp mà trẻ nết na già hư hỏng là hay gặp lắm ấy. Bởi vì trước đây khi còn trẻ, tất cả mọi người đều bận rộn với công tác, còn lo chuyện này chuyện nọ chuyện kia, tiền bạc kiếm tiền để lo sửa cái nhà rồi cho con ăn học dựng vợ gả chồng cho con. Đến cái lúc nghỉ hưu nghỉ hiếc rồi, con nó cũng tự lập rồi, mình không cần gì nữa, quay đi quay lại rồi công việc thì cũng không còn, công ty công tiếc không còn, người ta quay trở lại người ta sống cho riêng mình, nhiều bác nhiều anh là bắt đầu khỏe lên, đỏm dáng hơn, thích giao lưu chỗ này chỗ khác hơn. Lúc ấy đôi khi cái tình cảm vợ chồng nó bắt đầu trỗi dậy, nhiều người lại thấy quật cường hơn trước. Vâng ạ. Bởi vì nó không bị áp lực. Trước đây cứ tháng họp mấy lần rồi còn kiểm điểm, rồi còn bình bầu thi đua hàng tháng thì mệt lắm. Nhưng bây giờ thì thế mà đúng cái dịp ấy thì mình lại xa cách nhau. Tôi không nói rằng là đàn ông tệ bạc đến mức độ là cứ vợ mà bỏ gọi là có việc mà phải đi xa thì chồng sẽ có chuyện nọ chuyện kia. Nhưng mà người ta nói là hoàn cảnh nó đưa đẩy. Ông ấy thì già thì chưa già, lại còn đẹp trai cao to, vợ đi vắng sẽ ngồi đầu tiên là ngồi quán bia làm vài cốc hoặc là ngồi đánh ván cờ với mấy ông bạn ở chỗ nọ chỗ kia. Dạ. Thế xong rồi có thể quen với người này người khác. Thế rồi chuyện gì xảy ra? Nói chung là không kết luận được. Nhưng dấu hiệu thì là có. Vâng. Cái chuyện là tiền lương hưu của hai ông bà mà ông ấy cầm hết mà ông bỏ chi cho gia đình, mà gia đình chuyện gì thì mình đều có thể thống kê được, chứng tỏ là ông có cái chọn tiêu riêng đúng không? Vâng, có anh mua được cái máy giặt rồi anh sửa cái nọ cái kia, nhưng mà nó không đáng kể, mới đúng lại rồi. Cho con kiểu lúc 3 triệu lúc 2 triệu. Tóm lại là tiền bạc thì không rõ ràng này, đỏm dáng hơn, người ta chỉ đỏm dáng hơn lên vì ai đó. Chứ còn nếu chỉ một mình thì xin lỗi là mặc cái quần đùi rách cũng chẳng sao cả, đúng không? Tóc có bạc hay là 2 tháng với cắt tóc một lần mà cũng chẳng sao. Nhưng mà người ta làm đẹp vì người khác mà. Người ta bảo là các cụ bảo rằng ăn cho mình mà mặc cho người. Thấy anh đỏm dáng là có dấu hiệu làm vui lòng ai đó. Cộng với việc là anh ấy dọa rằng là nếu quan hệ vợ chồng thì sẽ chết. Bởi vì anh ấy đã cho ai đó rồi, không còn đủ sức để cho bà xã nhà mình nữa, thành ra phải cất đi tiết kiệm ăn rẻ ở xén một chút để nhưng mà lại chả bắt được anh ạ, chả bắt được thì thôi chả... mình không nói đến bắt, mình đây đang gọi là bắt mạch thôi chứ không bắt quả tang nhá. Về mặt nguyên tắc là mình có quyền nghi ngờ. Vâng đúng ạ. Thế thì bây giờ mình cũng không cần bắt quả tang, cũng không cần theo dõi rình rập. Bản chất mình sống với ông bao nhiêu năm nay, ông ấy tốt hay xấu mình cũng đã biết rồi. Không phải vì một cái chuyện này. Quý nhau lắm, tình cảm lắm. Đấy. Thế tự nhiên em đi vào Nam cái thì là về thì thay đổi chứ. Em gọi điện về anh cái bạn này chứ. À, có cả con dâu anh bạn này chứ. Suốt ngày gọi điện để kiểm tra. Thế xong em bảo là, ôi anh ơi em có kiểm tra gì đâu. Em chỉ nhớ con quá, nhớ cháu quá. Em nhớ nhà cháu quá, sao chứ gọi ông. Thôi, bây giờ thì là mình chăm cháu. Cháu 13 tháng thì bà chăm kiểu gì? Em cháu nó 4 tháng là nó đã chả có sữa rồi. Thì em phải cho cháu ăn sữa ngoài. Thì bây giờ đưa cháu về ngoài này. Vì bố mẹ nó không có thời gian mà chăm. Rồi. Bây giờ thế này nhá. Vâng. Nhà mình có ý định thuê giúp việc không? Hay là bà là làm cả ăn tất? Nhà em thì điều kiện hoàn cảnh các cháu nó cũng trung bình. Nên nó cũng không thuê được giúp việc. Mà có nghĩa là
300 thôi. Tốt rồi, bà cũng còn khỏe và lại... Em vẫn đi đánh bóng, truyền hơi ở mầm ấy đấy. Rồi, bà nội là chăm có mỗi đứa cháu, nhưng bây giờ này phải lôi kéo ông vào. Vâng. Tham gia nhập cuộc trong cái việc là hỗ trợ bà. Ông vâng. Cắm cho tôi cái nọ cái kia. Ông ra ông lấy cái ba lạng sườn về tôi ninh tôi nữa bột cho cháu. Ông đưa cái nọ kia, tức là luôn luôn đẩy ông vào một cái việc là ông bây giờ là ông nội rồi đấy. Bố mẹ vâng. nó không chăm được. Giờ hai ông bà chăm cháu, dây bầu thì mang quả bầu trước thì nuôi con, nay thì nuôi cháu. Mình tôi làm sao được. Ông phải lớn vợn ở nhà này, có cái gì ông còn hộ tôi, hay là anh hộ em, hay là vâng. ông ơi ông si cu tè đi để cho bà con đi chợ. Thế anh thì... cứ bảo em là phải gọi anh bằng anh không được, gọi bằng ông. Tôi đang nói ví dụ thế, còn thì gọi bằng anh hay là cưng ơi gì cũng được, tùy nhà mình theo cách gọi nhé. Vâng. Thế nhưng mà hãy nhớ rằng là người ta bảo nhàn cư vi bất thiện. Vợ vâng. đi vắng chả có việc gì phải làm, không nghĩ được việc làm, bắt đầu mới lang thang thì người khác mới sử dụng anh ấy được. Còn bây giờ thì mình phải tăng cường thúc đẩy. Đúng là mình cũng bận thật, một mình nuôi con mọn là hơi mệt đấy. Tuổi vâng 6 ngoài 60 mà nuôi con mọn là chết đấy. Mà vâng lại không có giúp việc, thế thì hai ông bà sẽ phải, nếu cháu lớn lớn rồi mà ông có thể trông cháu, bế cháu được thì đẩy cho ông ấy. Ông ngồi ông coi là trong cái cũi ấy, đừng để cho nó bò ra ngoài, tôi chạy đi chợ hay là tôi vâng đi lấy cái nọ cái kia. Túm lại là hạn chế cái thời gian đó đi. Thế và mình cũng để mắt hơn và khơi gợi lại cái chuyện cuộc sống gia đình, cơm nước hai ông bà xì xụp, nhìn thằng bé cười là trông nó giống ông nội như đúc, kiểu úi giời cái mồm, úi giời cái mắt này, vân vân, để ông thấy vui. Vui với một cái vai trò mới, một cái chức năng được lên trước làm ông, thì sẽ nguôi ngoai cái chuyện là trước đây là đi đến với cô nào, nó cố khen là trông anh rất là phong độ, rất là đẹp trai, trông anh 67 mà em chỉ tưởng như có 64, ví dụ thế. Thì bây giờ mình lấy cái niềm vui là chăm cu cháu nội, đúng không? Vâng ạ. Thế thôi, còn mình không nhắc lại cái chuyện kia nữa. Giả sử như là thực ra đợt vừa rồi nó có sơ suất một tí thì mình cứ hiểu như là người ta quản lý mà nó bị thất thoát đấy nhá. Vâng, vâng. Quản lý là người nào bị thất thoát. Bảo thế bây giờ tiền nong mà anh cứ bảo anh cầm, anh chi tiêu, anh quản lý thì để không, cho anh không cầm, hay là nên mình cầm? Bây giờ lại phải quay trở lại như xưa. Đợt vừa đấy, rồi em, là... trở lại như xưa đấy. Đợt vừa rồi là em đi công tác thì giao cho anh tạm quyền. Có, còn thế bây em giờ có thì... nói câu đấy. Bây giờ thì em trở về em làm em kế toán trưởng. Vâng. Em có bảo câu đấy. Đúng rồi. Dạ vâng. Về cơ bản thì là cái tôi nghĩ rằng là cái việc quản lý chặt chẽ thời gian biểu của ông xã nhà mình, cũng như là giao cho ông nhiều việc để cho ông bận bịu gắn bó với mình và cháu hơn ý, thì cái chuyện kia tôi nghĩ là ông sẽ thay đổi. Và biết đâu là một tuần nữa thôi chị lại gọi điện đến cho chúng tôi và than phiền rằng ông ấy đòi hỏi nhiều quá, đúng không? Anh Minh Đoàn ơi. Dạ. Anh cứ bảo là bây giờ mà sinh hoạt nhiều là nhanh vâng chết, nhưng mà một ban đầu thì chị một cũng lần đã hỏi chúng tôi đó rằng là nếu mà quan hệ nhiều thì chóng chết. Thì bây giờ bác sĩ Hoàng Thí Hải sẽ xem cái việc quan hệ tình dục ở những cái người U70 như các anh các chị như thế thì có chóng chết thật hay không, thì bác sĩ sẽ giúp chị trả lời nhé. Tôi nghe câu chuyện của chị với anh Thành Văn và anh Đinh Đoàn rồi ạ. Thật sự là tôi thấy chị còn nhiều năng lượng lắm. Vâng, chị sáu mấy tuổi nhưng mà chị vẫn chơi bóng chuyền hơi, rồi chắc là còn tham gia các cái đội dân vũ hoặc là khiêu vũ gì đấy. Cho nên chị châu nghe giọng thì vẫn thấy là chị vẫn còn khỏe ạ. Và như thế rất là tốt. Những cái vấn đề liên quan tới gia đình thì anh Đoàn đã tư vấn cho chị rất là kỹ rồi ạ. Và chị hoàn toàn có thể yên tâm là nếu như anh ý đã về với gia đình, anh ý đã toàn tâm toàn ý với chị, với cháu, rồi kinh tế chị sẽ quản lý, thì mọi chuyện nó sẽ quay trở về như ban đầu ạ. Anh chị bây giờ đều ngoài 60, U70 cả rồi. Thì cái việc quan hệ tình dục chắc chắn nó không thể như là cái lúc chúng ta 40 hoặc là 50 được. Nhưng mà mình vẫn thực hiện được cái việc ấy thì mà cảm thấy sau khi thực hiện cái việc quan hệ tình dục mà hai anh chị đều cảm thấy rất là tươi tỉnh, thoải mái, vâng, không có mệt mỏi gì cả, thì quan hệ tình dục như thế nó hoàn toàn không phải mang đến sự chết gì cả, mà nó sẽ là cái liều thuốc rất là tốt cho anh chị nhá. Vâng ạ. Mình còn làm được việc đấy thì nó còn là tốt mà. Và tôi tin là khi mọi việc nó đã quay trở lại thì mọi thứ của gia đình chị nó sẽ ổn thôi ạ. Rồi, thế chị yên tâm rồi chưa? Vâng, thế em xin cảm ơn chương trình nhá. Quản lý ông ấy chặt chẽ vào nhá.
Vâng, thế còn cháu thì không phải đi vào trong đấy nữa, để đưa cháu về nhà trông. Rồi, hai ông bà sẽ vì đứa cháu mà bận bịu hơn, ông chả rảnh rang để ông đi tán tỉnh cô nào ngoài đâu nhá. Vâng, vâng, vâng ạ. Thế em chẳng cảm ơn chương trình nhá. Chào chị, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải và chuyên gia tâm lý học Linh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Thuận. Alo, xin chào khán giả gọi đến từ Bình Thuận. Dạ, em nghe. Vâng ạ, tôi đang nghe đây, câu hỏi của bạn là gì ạ? Dạ, câu hỏi của em là em có đứa con năm nay 53 tuổi mà tinh hoàn nó bên to bên nhỏ, nó chênh lệch nhau quá nhiều, bên 10, bên 2 gì đấy, thì ý em hỏi là nó có ảnh hưởng đến việc sinh sản sau này không ạ? Bạn đã cho con đi khám ở đâu bao giờ chưa? Dạ, em ở xa với bệnh viện, em chưa đưa cháu đi đâu rồi. Chưa cho con đi khám, con 3 tuổi rồi không? Dạ, vâng. Rồi, năm nay bố bao nhiêu tuổi đấy? Dạ, em 45. 45 tuổi, thế đây đứa thứ mấy? Dạ, cháu thứ hai. À, thế là đứa đầu là con trai hay con gái? Đứa đầu là con gái ạ. À, thế là bây giờ là bố thấy là con trai 3 tuổi, sờ vào hai bên tinh hoàn của nó thì một bên 10, một bên 2. Dạ, nó chênh lệch nhau. Tôi sợ cái bên 2 kia nó chả phải là có cái tinh hoàn đâu. Nhá. Yeah. Mà nó chỉ là các cái dây chằng thôi. Rồi bác sĩ Hoàng Thí Hải sẽ cho lời khuyên với bạn nhé. Xin mời chị. Vâng, cảm ơn. Vâng. Mình rất là lo đúng không? Dạ, em xin đắn đo. Vâng, tại vì gì thì gì, bây giờ có thằng con trai mà nó lại trục trặc cái gì đấy thì mình cũng rất là ngại. Nhưng chắc chắn là mình phải cho con đi khám rồi mình ạ. Nhá. Dạ. Có thể vào bệnh viện Nhi Đồng. Ở đấy Nhi Đồng 1 hoặc Nhi Đồng 2 á. Dạ. Vào thành phố Hồ Chí Minh. Cái này là mình phải đi kiểm tra để xem thứ nhất là tinh hoàn của con nó có đúng là hai bên nó đã xuống bìu không? Hay đấy như là anh Văn Anh nói, nó một bên mà mình cho là nhỏ hơn rất nhiều so với bên kia thì xem có phải nó là tinh hoàn hay không? Có một số trường hợp thì chỉ có một bên tinh hoàn nó nằm dưới bìu thật, còn một bên thì nó lại ẩn ở bên trong ổ bụng. Thế và những trường hợp như thế thì người ta phải có cái can thiệp để người ta đưa tinh hoàn về đúng vị trí của nó. Trong những trường hợp mà mình không xử lý gì, mình cứ để cho nó trôi đi, tinh hoàn nó nằm không đúng chỗ, thì nó sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của tinh hoàn. Một số trường hợp nó còn có thể làm teo tinh hoàn đi. Và khi con lớn, con dậy thì, hoặc con là người trưởng thành, thì con chỉ có một tinh hoàn một bên nó hoạt động thôi. Nhá. Mình phải bố trí thời gian để mình đưa con vào thành phố Hồ Chí Minh và đến bệnh viện Nhi Đồng nhá. Để các bác sĩ người ta sẽ kiểm tra cho con xem đúng là bệnh lý nó như thế nào thì người ta sẽ xử lý cho con mình được. Nhé. Đi sớm đi em ạ. 3 tuổi là giai đoạn vàng để mình kiểm tra đấy. Nhé. Rồi. Đấy thì em hỏi bác sĩ đấy để khám thì là người ta phải nắn hay là người ta cái này người ta phải siêu âm bạn ạ. Người ta sẽ có nhiều những cái phương pháp chứ không phải chỉ có sờ nắn đâu. Sờ nắn thì bố cũng đang sờ đấy còn gì nữa. Vâng. Nhá. Xin cảm ơn bác sĩ, xin chào bạn. Hy vọng là bạn dành thời gian cho con đi khám sớm đi nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Vâng, em chào anh Thành Văn. Dạ, chào bạn. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? Em 54 rồi, nhưng mà em muốn hỏi cho thằng cháu nhà em nó, năm nay nó 28. À, bố 54, con 28. Nó bị thoát vị bẹn. Rồi. Nhưng mà không biết nó mổ thì nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề sinh sản không anh? Rồi, thế làm sao bố biết cậu chàng 28 tuổi thoát vị bẹn? À, cháu nó bị đi khám từ năm ngoái rồi, nhưng mà nó mổ rồi. Nhưng mà từ năm ngoái giờ chưa thấy nó có cháu, nó có vợ rồi. À, có vợ rồi, con trai xây dựng gia đình rồi đúng không? Chúng nó lấy nhau được mấy năm rồi? Cũng được hơn năm rồi. À, thế là nó mổ xong mới lấy vợ hay lấy vợ xong mới mổ? Lấy vợ xong mới mổ. À, chắc là vợ bắt đi mổ à? Nó bị thoát vị bẹn ấy mà. Chắc là nó thoát từ lâu rồi, mà đến lúc lấy vợ xong mới mổ thì là... Vâng. Rồi, thế là bây giờ là... Hai cha con có chia sẻ với nhau là cái chỗ ấy là còn thoát vị nữa không? Không, nó khỏi rồi, nó khỏi hẳn rồi, nhưng mà em muốn hỏi là nếu mà nó có ảnh hưởng gì đến cái mổ, nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề sinh sản không ạ? Trước khi hỏi là có ảnh hưởng gì sức khỏe sinh sản không thì phải hỏi ngay con là chúng mày có kế hoạch gì không chứ, đúng không? Biết đâu các con anh nó đang có kế hoạch 5 năm nữa, 7 năm nữa mới sinh bé thì sao? Nhà. Em dặn nó rồi, không phải kế hoạch gì cả.
À thế à, chắc là bố đầy đủ tiềm lực để nuôi cả cháu lẫn bố, con mẹ con nhà rồi đúng không? Cháu nội, mong cháu nội rồi à? Dạ chưa. Chưa, thế thì cứ giục nó làm gì? Thì em, nó chưa thì em mới giục nó, chứ còn nó rồi, có rồi. Tức là tôi mong. Ý tôi muốn nói là mong có cháu nội rồi à. Dạ dạ vâng, em mong lắm. Thế à, mong lắm rồi. Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Con sớm nhỉ? Dạ. Năm nay thì con đã 28 tuổi rồi. Dạ. Nó bị thoát vị bẹn mà mới xử lý có khoảng 1-2 năm nay thôi ấy. Thì cũng là may mắn đấy, ơn giời đấy. Chứ cái chỗ thoát vị, cái quai ruột mà nó chui qua cái lỗ thoát vị mà nó xuống bìu ấy, mà lỡ nó xoắn chẳng hạn hay là nó hoại tử thì vô cùng là phiền. Vì thế những cái trường hợp mà xác định là thoát vị bẹn thì thường người ta phải xử lý rất là sớm. Xử lý ngay từ khi phát hiện là người ta đã phải có kế hoạch để người ta xử lý rồi. Chứ còn nếu không để mà nó có các cái biến chứng thì rất là nguy hiểm. Nhưng mà thôi, trường hợp của con nhà mình thế cũng đã là tốt rồi. Nhá. Thứ hai là cái thoát vị đấy thì nó không phải là liên quan gì tới cái hoạt động của cơ quan sinh dục cả. Thoát vị bẹn có nghĩa là cái quai ruột nó qua cái lỗ thoát vị và nó xuống dưới bìu thôi. Thế thì người ta đưa ruột nó trở về đúng vị trí của nó và khâu cái lỗ thoát vị lại thì nó sẽ không xuống nữa nhá. Thế còn cái việc mà con mình ý có lấy vợ rồi và nếu như hơn một năm nay cháu không áp biện pháp tránh thai nào và cháu có cái đời sống tình dục bình thường mà chưa có em bé thì chúng tôi khuyên là nên đi khám sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng. Bạn có nói là bạn ở Nam Định đúng không? Bạn ở Nam Định à? Đúng. Dạ vâng ạ. Bạn ở Nam Định thì cái bạn đến có thể đến bệnh viện gọi là bệnh viện tỉnh đấy. Ở đấy cái khoa hoặc là bệnh viện nào mà nó chuyên về sản phụ khoa ấy thì cả hai vợ chồng cùng đi khám nhé. Vâng. Và để xem là kiểm tra xem cái cơ quan sinh sản của cả hai vợ chồng nó như thế nào. Vợ thì cũng phải kiểm tra xem là buồng trứng như thế nào, nội tiết tố sinh dục như thế nào. Không, em đi Hà Nội thì ở Hà Nội thì có bệnh viện nào nó uy tín nhất hả chị? Ôi, Hà Nội thì rất là nhiều bệnh viện. Vâng. Hà Nội thì có thể lên bệnh viện phụ sản Hà Nội, bệnh viện phụ sản Trung ương, bệnh viện 108, bệnh viện Bưu điện nhá. Ở những cái bệnh viện đấy là những cái bệnh viện công, người ta có những cái khoa hỗ trợ sinh sản rất là tốt. Nhưng mà như tôi vẫn phải lưu ý là như anh Văn anh hỏi lúc đầu ấy ạ. Nếu như các cháu mà nó có kế hoạch, nó áp dụng một biện pháp tránh thai nào đấy thì mới có khoảng dưới 6 tháng trở lại thì mình không cần phải đi khám. Còn nếu như ngoài 6 tháng mà nó để tự nhiên mà chưa có em bé thì lúc đấy chúng ta mới cần phải đi khám nhé. Dạ dạ vâng. Thì nói rồi. Chung là mong thì mong nhưng mà cũng đừng áp lực với con quá, chứ không thì bố cứ áp lực quá, bố suốt ngày bố hỏi rồi là cứ tại sao thì có khi nó lại khó hơn ấy nhá. Vâng, em cảm ơn chương trình. Anh đang nghe rõ gì chứ? Xin chào anh nhá. Dạ, dạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải.